Vâng, trận chung kết đối với Hồng Anh. Kèo Seang và đang bị dẫn với tỷ số 2-1 trước game thủ Phong Thần. Cái game thủ này nó móc máy kinh quá. Hồng Anh ra hết nước rồi. Vâng, iPhone 6S 64GB nghe nói là 1.600 hàng sách tay. Bùi Huỳnh đại gia quá rồi. Vâng, mình đang định đổi con 1280 rát vàng của mình với Bùi Huỳnh nhưng mà không biết có được không. Đang đổi lấy con 6S của đại gia Bùi Huỳnh. Thì không biết anh có đồng ý không. Vâng, giữa một con 1280 rát vàng và con 6S anh chọn cái gì? Con này cũng là hàng sách tay từ Zimbabwe về. 1280 rát vàng. Quên ông nghe em. Bá người ta quần. Vâng, hiệu vòi có mỗi đội quyền đóng e thứ 8 đúng không? Ông vãi cả giặc quần. Vâng, các bạn đang theo dõi buổi tường trực tiếp của website gametv.vn. Trận thi đấu giữa Hồng Anh và game thủ Phong Thần. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hồng Anh đã để thua chiến tướng ở kèo AC với tỷ số 0-3. Đang để thua Phong Thần 1-2 ở kèo Seang và sau đó sẽ là đối đầu với Tiền Tướng Ngư ở kèo Giam Đầm. Vâng, vào ngày mai thì các bạn hãy cùng cổ vũ cho website bongdafan.com nơi mà Gmen đang làm việc cũng như là Game TV trận giao hữu 4-4 ở thể loại trận giao hữu AOE ở thể loại 4-4 giữa hai công ty. Một trận thi đấu mà tính chất nó căng thẳng tới cái mức độ mà Bầu Đan đang ngồi cắm cúi miệt mài tập luyện. Bầu Đan và vâng kỹ thuật viên Bùi Hoàng Đan cùng với ông Bầu Pep cùng với ông Bầu Quý Vũ sẽ đại diện cho Game TV và cùng với đó là nhà báo Sầu Thiên Thu với nick Facebook là Phạm Hòa của Game TV. Đấy là đội hình chính thức của bên Game TV. Trong khi đó bên phía CNET gồm có ông Bầu Vô Thiên, anh G Xoay, kỹ thuật viên Chu và cuối cùng là bình luận viên Gmen. Vâng, chỉ cầu mong là ngày mai Bầu Bùi Hoàng Đan toàn chó gà cá và cầm chủ lực cho Game TV. Vâng, mai chưa mai sẽ đánh. Mai Đan cứ cho son, vâng lại chết dần rồi. Có bách quả phụ chưa em? Sao em đánh đen ý nhỉ? Em đánh Seang mà cảm tưởng lúc nào cũng phải lo sợ cái điều là không có đồ để lên đời á. Không là ông đen vãi. Vâng, mai hy vọng là Game TV sẽ từng vào trực tiếp trận thi đấu đó trên Game TV. Vâng, mình đánh mà không có lên hình thì có lẽ là hơi tù. Ít thì cuộc đời phải lên hình một lần nhé. Alamos. Rogan? Alamos.
Vâng, thế thì so sánh về cái tỷ lệ tiền giữa 6S và con 1280 dát kim cương của anh Bờm thì không, nó không thể đính kim cương. Vâng, đính kim cương 1280 lại còn đính kim cương thì kinh rồi. Anh Bờm anh thực sự là khủng khiếp. Vâng ạ, 6S có 1.600 đô sinh là 25.600.000 thì cũng không phải là đắt. So với con đính kim cương thì không ra gì. Vâng, tơn đẩy quần quá ảo. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Hình như là cùng 4A cả. Hay là bên kia đi 4 nữa. Vâng, cũng chưa biết được. Tại vì là như hôm trước chim sẻ đánh, các bạn có thể thấy là một cung R đi một hướng, còn 4 cung R đi một hướng khác. Cái này thì chưa nói trước được là phong thần đánh tất cả là mấy A. Đã có một chút lợi thế khi bắn nó dần ăn gỗ. Và bây giờ anh ta sẽ quay về. Phong thần lại chơi ở bãi quả phụ. Bốn mươi ba trên 52 dành cho game thủ Phong Thần. Anh ta đánh theo kiểu anh ta điều rất khủng khiếp. Lợi thế lúc ban đầu bao giờ anh ta cũng đạt được và sẽ dần dần lui về để duy trì cái lợi thế ấy. Trung Quốc chỉ có là như vậy thôi, họ đánh chuẩn hết. Và nhiều game thủ Trung Quốc đánh được chuẩn.
Và bây giờ thì đứng bắn E rất khó chịu. Hồng Anh đang đứng quân và anh lại một lần nữa chưa nhìn thấy nhà của Phong Thần đâu. Phong Thần không đơn giản như các bạn nghĩ. Bây giờ thì Hồng Anh đang ngồi để tăng A đều. Chặt cũng hai xong rồi, bây giờ phải tăng A và muốn đánh đua tay to phát triển với game thủ này. 47 dân và đã đào vàng. Hồng Anh chỉ 41 dân và đây là hai tân quân gộp lại. Hồng Anh hình như đang nhìn thấy rằng là họ sóc dân và quân họ ít, và Hồng Anh quyết định ốp luôn thẳng mặt nhá, để ý điều cung R để nây trồ với game thủ Phong Thần luôn. Quân là chia làm hai đạo dành cho game thủ Phong Thần. Phong Thần cũng đang điều tương đối tốt. Hình cánh cung quá đẹp dành cho game thủ Phong Thần. Một tuần đấu mà chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người thắng đây. Phong Thần vừa nở ra thêm một tuần quân mới. Tiếp tục đẩy quân lên. Thiệt hại cho cả hai bên là rất lớn trong trận đấu quân này. Thì chúng ta đang nhìn đến lượng cung đông hơn hẳn của game thủ Phong Thần. Hồng Anh vẫn đang tiếp tục kéo thêm những tân quân mới nhưng không được rồi. Phá ốp không thành công. Tỷ số là 3-1 dành cho game thủ Phong Thần trong kèo sang. Chúng ta sẽ đến với kèo giam đầm khi mà tiểu tử ngư sẽ xuất hiện ngay sau đây.